Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, đây là những con giáp sẽ dễ nhận được một số khoản tiền từ trên trời rơi xuống. Các bạn cùng nghe và kiểm chứng với mình xem có đúng không nhé. Những con giáp này từ đầu năm đến giờ, họ luôn gặp vận hạn xui xẻo, khó khăn bủa vây, tình duyên tan vỡ, tiền bạc thì chẳng thấy đâu. Thế nhưng từ ngày 27 tháng 9 âm lịch, những con giáp này sẽ đột nhiên gặp vận may bất ngờ từ tình duyên đến công việc. Hơn nữa, họ có thể vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc, có thể được người khác cho tiền, cấp trên thưởng lớn. Và thậm chí một số người có cơ hội trúng số đổi đời sau ngày 27 tháng 9 âm lịch. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé! Một, tuổi Tý. Đa số những người tuổi Tý biết đặt mục tiêu trong cuộc sống, họ lấy đó làm mốc và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được. Những người tuổi Tý khá liều lĩnh trong mức độ cho phép, nhưng họ không bao giờ khoanh tay trước số phận an bài. Tuổi Tý cho rằng vận mệnh của mình nằm trong tay mình, bên cạnh vận may họ còn dựa vào năng lực để tự làm chủ cuộc sống. Tuổi Tý vốn mang mệnh phú quý nên những gì họ làm đều gặt hái được thành công trong tương lai. Chỉ quan trọng họ có kiên nhẫn hay không. Cụ thể, từ ngày 27 tháng 9 âm lịch trở đi, đặc biệt là 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, không chỉ có quý nhân phương xa giúp đỡ, mà bản thân họ cũng tự tạo cơ hội làm giàu cho chính mình. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh dự đoán, được tam hợp cục tác động. Những người tuổi Tý sẽ nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân, nhờ thế mà những rắc rối trước đó được giải quyết nhanh chóng, thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới cho mình. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, ai cũng sẵn sàng đi theo định hướng mà bạn đã vạch ra trước đó. Tập thể đoàn kết khiến mọi công việc đều tiến triển vô cùng suôn sẻ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sống tình cảm và nhẹ nhàng, họ ít tham vọng, chỉ mưu cầu cuộc sống yên bình, đủ đầy. Dù vậy, người tuổi Sửu luôn có quý nhân phù trợ, họ lớn lên trong gia cảnh thế nào, chỉ cần gặp khó khăn đều có người giúp đỡ. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, thời gian tới người tuổi Sửu có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, thăng tiến và kiếm được nhiều tiền. Nhất là từ ngày 27 tháng 9 âm lịch trở đi, đặc biệt là 3 ngày cuối tháng, họ sẽ có quý nhân dẫn lối làm giàu. Từ đây cuộc sống dư giả, giàu sang bắt đầu. Phân tích lá số tử vi của những gia chủ tuổi Sửu cho thấy, nhờ cục diện thổ kim tương sinh, những người tuổi Sửu độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người mà bạn thầm mến đã lâu. Mối quan hệ của hai người ấm lên nhanh chóng khiến mọi người xung quanh ai cũng ngưỡng mộ. Với người đã lập gia đình, bạn rất hạnh phúc nhận được sự trân trọng của nửa kia. Người ấy luôn chia sẻ, tâm sự với bạn mọi điều trong cuộc sống, đồng thời tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của bạn. Về mặt tài lộc, tiền bạc của con giáp này thì cũng khá thuận lợi. Bạn nhận được nhiều khoản thu từ các cuộc đầu tư trước đó đã sinh lời, khiến con giáp này khá rủng rỉnh về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, bên cạnh đó lâm vào vận kiếp tài ngáng trở, khiến sự nghiệp của con giáp này chẳng mấy hanh thông. Bạn không nhận được sự ủng hộ của đồng nghiệp, thậm chí còn có kẻ đặt điều nói xấu sau lưng, gây ảnh hưởng đến uy tín của bạn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Xét đến con giáp may mắn tài lộc thì không thể bỏ qua được con giáp này. Các nhà tử vi học dự báo do được chính quan tương trợ, người tuổi Mão nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và sự đồng thuận của đồng nghiệp cũng như những anh em cấp dưới của mình. Vì thế, nếu có điều gì còn thắc mắc, bạn nên chủ động trao đổi để được tháo gỡ, chớ nên giữ mọi việc ở trong lòng. Với người làm lãnh đạo, bạn có kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc về lĩnh vực đang hoạt động. Nhờ vậy mà bạn có thể đưa ra những quyết sách hợp lý, giúp tập thể phát triển.
bạn ngày càng cảm thấy tự tin hơn và sẵn sàng tiến về phía trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn được tam hợp trợ vận nên mọi chuyện tiến triển suôn sẻ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những khách hàng lớn, đem lại nguồn tiền hứa hẹn trong tương lai. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện đúng hợp đồng. Bên cạnh đó, một số người còn gặp được may mắn hơn trong những chương trình khuyến mãi bốc thăm trúng thưởng hoặc trúng số đổi đời. Với người làm công ăn lương, bạn gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết công việc nhanh chóng, tháo vát. Đây là một bước đệm cần thiết để bạn có thể thăng tiến nhanh chóng. Hãy tiếp tục vươn lên chứ đừng bao giờ dừng lại. Gặp được cục diện thổ kim tương sinh, nhưng ai là sinh xuất? Vậy nên người độc thân thành thật đối diện với cảm xúc của mình chứ không còn trốn tránh như trước nữa. Người ấy chắc chắn thấu hiểu được tình cảm của bạn và cho bạn một cơ hội để bày tỏ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Được cục diện thổ kim tương sinh, vậy nên chuyện tình cảm giữa người tuổi Mùi và người ấy đang ngày càng tiến triển tốt hơn. Bản mệnh không nên che giấu tình cảm của mình nữa, hãy dũng cảm thừa nhận cảm xúc của mình để đôi bên có thể gần gũi với nhau hơn. Với người đã lập gia đình, nửa kia thực sự là mảnh ghép mà bạn còn đang thiếu. Con giáp này thấy an toàn, vững tâm khi ở bên đối phương, dù không nói gì, cả hai vẫn có thể hiểu được điều đối phương muốn nói. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Bắc sẽ giúp bạn gặp được tài thần. 6. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu vốn khôn ngoan, nhanh nhạy lại biết tính toán. Cuộc sống của họ từng tạm bợ, không chắc chắn cũng vì con sắp này thích phiêu lưu. Nhưng trời sinh người tuổi Dậu số phần phú quý chỉ là khó hưởng vào những ngày đầu tháng. Theo các chuyên gia phong thủy tử vi nhận định, đúng ngày 27 tháng 9 âm lịch trở về sau là thời gian vô cùng tốt đẹp với người tuổi Dậu. Nhất là 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, họ sẽ được thần tài nâng đỡ đầy bất ngờ. Những ai làm kinh doanh chỉ cần đầu tư một sẽ thu về gấp 10. Từ nay trở đi, người tuổi Dậu bắt đầu tích góp được gia sản không hề nhỏ. Dưới sự thúc đẩy của tam hội, người tuổi Dậu trở thành tấm gương sáng để mọi người trong tập thể noi theo. Bạn luôn sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được phân công, không vì khó khăn, khúc mắc mà nghĩ đến việc từ bỏ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường nên chẳng còn sợ kẻ xấu tìm cách phá hoại. Nếu có thể, bạn nên dần suy tính đến việc mở rộng thị trường, thu hút những đối tượng khách hàng mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những người tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất vào ngày 27 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.